nên nó rất phù hợp với các công ty và tập đoàn lớn ở Việt Nam. Chị thì nói chung là chị làm bên ngành kế toán, thì bạn chị cũng đa số là dân kế toán, cho nên chị sẽ giới thiệu về cái phần kế toán, phần sinh sức tâm. Nói chung là nó có cái ưu việt hơn so với các phần mềm khác mà trước đây chị đã sử dụng. Cái dịch vụ hậu mãi, rồi nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp. Là một sản phẩm mà được công ty tin cậy, nó nằm trong cái chính của cái hệ thống tài chính kế toán mà cho đến hiện giờ. Cái tốt nhất đó chính là cái việc nộp báo cáo cho tất cả công ty hiện có. Nhân viên kế toán trong công ty hầu như là nhân viên nào cũng thích sử dụng cái phần mềm kế toán Sun System. Rất là dễ sử dụng, và cái nữa là nó rất là phù hợp với lại chuẩn mực kế toán của Việt Nam. Có nhân viên tận tình và nhiệt tình và giàu kinh nghiệm. Công ty Sun thì liên tục cải tiến, thì họ cũng đã nâng cấp cái phần mềm Sun mà để cho thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Nó phát hành được cái bộ báo cáo theo cái tiêu chuẩn của một cái Việt Nam, đó là một trong những cái tiêu chí đầu tiên mà tất cả doanh nghiệp đều phải quan tâm.